Xin chào mọi người, ở tập trước, Sử Lai Khắc Tách Quái đã bắt đầu vòng khảo hạch thứ hai. Không ngờ rằng vòng 2 này lại còn có một con hải hồn thú cấp bậc 10 và nằm. Nếu muốn thông qua, bọn họ hiển nhiên phải vượt qua nó. Trong lúc mọi người còn đang chưa biết cách giải quyết thì hồn thú đã tìm tới tận cửa. Mọi người nhìn thấy vậy liền vào thế thủ sẵn sàng chiến đấu. Chưa hết kinh ngạc thì cả đám lần nữa lại được ngỡ ngàng. Con cá mập trắng khổng lồ kia sau khi bay lên trên mặt nước liền tạo ra động tĩnh khiến mọi thứ bị khuấy động. Ngay sau đó là một thân ảnh nữ nhân xuất hiện, nàng ta từ từ lao xuống trước mặt đám người Đường Tam. Đường Tam cùng mọi người cũng cảm thấy rất khó tin, không nghĩ rằng ma hồn đại bạch xà lại có thể biến thành người, rất giống với hóa hình, chỉ là hồn thú hóa hình cũng không thể hoàn thành trong nháy mắt được. Tiểu Vũ cũng là hóa hình, nàng chỉ có thể ở hình dạng con người, không thể quay về làm hồn thú nhu cốt thỏ nữa. Vậy nhưng người nữ nhân trước mắt này lại có thể chuyển đổi hình dáng linh hoạt. Đường Tam suy đoán, có lẽ là kỹ năng đặc thù của nó. Vừa mới nhìn thoáng qua, ma hồn đại bạch xà đã nhận ra thân phận của Tiểu Vũ. Nàng ta hứng thú tiến lại gần quan sát, vậy nhưng rất nhanh liền há mồm kinh ngạc. Tiểu Vũ không có linh hồn, mà linh hồn lại đang ở chỗ của Đường Tam. Đường Tam cảm thấy nữ nhân này kỳ quái nên lập tức kéo tay Tiểu Vũ lùi lại. Hắn vừa sử dụng từ cực ma đồng quan sát thì đã bị đối phương dùng tinh thần lực tấn công khiến đầu óc choáng váng. Vì nghĩ rằng Đường Tam chiếm lấy linh hồn của Tiểu Vũ, hành động này quá đê tiện rồi, cho nên nàng tức giận lao tới tấn công. Ngày hôm nay phải tiễn nam chính về với đất mẹ. Tốc độ xuất thủ quá nhanh, Đường Tam còn chưa kịp tỉnh táo thì một bàn tay lạnh như băng đã tới trước mặt. Không còn cách nào khác, hắn đành phải sử dụng thuấn di né tránh công kích. Mọi người bên ngoài nhìn thấy một màn vừa phát sinh cũng thắc mắc. Rõ ràng khảo hạch thứ hai nói rằng hồn thú sẽ không làm bọn họ bị thương, vậy nhưng hiện tại tình huống lại khác. Việc trước mắt là bảo vệ Đường Tam, lần lượt từng người được bộc phát hồn hoàn. Đường Tam cũng thu Tiểu Vũ vào bên trong rồi lấy ra Hạo Thiên Chùy. Vì không được sử dụng vũ hồn, vậy nên hắn chỉ còn cách dùng sức mạnh thân thể. Tuy đứng trước mặt là hồn thú 10 vạn năm, thực lực thậm chí còn mạnh hơn phong hào đấu la bình thường, vậy nhưng bọn họ vẫn không hề nào núng. Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch là chủ công, nàng ta bộc phát hồn kỹ thứ 7, linh miêu chân thân rồi lao lên múa vài đường. Ma hồn đại bạch xa thản nhiên né tránh, thân hình thoát cái đã nhảy lên trên. Đới Mộc Bạch dường như cũng có sự chuẩn bị. Ngay khi nàng ta vừa nhảy lên không trung thì cậu ta cũng đã có mặt. Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, Đới Mộc Bạch còn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của nàng ta thì đã bị một cước đá bay xuống dưới. Không chịu bỏ cuộc, Đới Mộc Bạch lấy ra vũ hồn chân thần, vậy nhưng kết quả vẫn là công kích bị một cước đá văng. Thậm chí nàng ta còn khuyến mãi thêm vài cước tầm xa khiến Đới Mộc Bạch ăn đòn ngập mồm, thân thể bay về phía vách núi. Sau đó nhanh chân di chuyển làm thêm một cước nữa khiến Đới Mộc Bạch bay ngược lại. Nhìn thấy đồng đội bị đánh, Đường Tam cầm Hạo Thiên Chùy vung mạnh xuống đất, uy lực mạnh mẽ làm đất đá bị chấn vụn, ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của nàng ta. Nhân lúc đối thủ rơi vào trạng thái phòng thủ, Mã Hồng Tuấn liền bộc phát hồn kỹ thứ 6, Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích đánh tới. Đi cùng hồn kỹ này là một con Phượng Hoàng Lửa khổng lồ, phạm vi tấn công quá rộng nên ma hồn đại bạch xà đành phải tạo ra một vòng kết giới bao phủ bản thân. Uy lực Phượng Hoàng Lửa quá mạnh, có thể nói là mạnh hơn những đòn tấn công trước đó. Nếu trước đó ma hồn đại bạch xà chỉ cần thoáng chốc để hóa giải tấn công, thì lần này Mã Hồng Tuấn đã thành công khiến nàng ta phải bỏ chút thời gian. Tuy nhiên, kết quả vẫn là bị một chiêu của người đẹp đánh cho sấp mặt. Bạch Trầm Hương thì thực lực yếu hơn nên chỉ có thể dùng ám khí công kích. Ám khí cấp bậc này vốn không thể khiến nàng ta bị thương được. Sau một hiệp giao thủ, cả nhóm thành công chưa đụng được một sợi tóc của đối thủ. Rất nhanh hiệp hai cũng bắt đầu. Lần này không phải là từng người lao lên nữa mà là đồng thời công kích. Đứng trước công kích của Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng hai phiên bản áo tư tạp, vòng kết giới của ma hồn đại bạch xà cũng có dấu hiệu bị vỡ nát. Nhân cơ hội đó, Đường Tam cũng bổ sung thêm một chùy hỗ trợ, kết hợp thêm sát thần lĩnh vực, kết giới bảo hộ của nàng ta lập tức bị phá. Có sát thần lĩnh vực cùng cử bảo lưu ly tháp tăng cường, phong hào đấu la cũng khó ngăn cản. Quả nhiên là như vậy, lần này đám người Sử Lai Khắc quả thật đã thành công chọc giận nàng. Bị đám tiểu bối chèn ép, nàng tức giận hét lớn, kết quả ngay sau đó là toàn bộ Sử Lai Khắc đều bị một chiêu đánh tàn tác. Đường Tam cũng không ngoại lệ, thân thể bị đánh bay xuống biển. May mắn là có vô địch kim thần nên không bị thương. Trí tuệ của ma hồn đại bạch xà chi vương này không hề thua kém nhân loại, dường như nàng ta đang muốn ép Đường Tam liều mạng. Nếu đối thủ đã vậy thì hắn cũng rất sẵn lòng. Hắn vừa sử dụng bát châu mâu để đỡ đòn, cũng vừa sử dụng Hạo Thiên Chùy phản công. Tất cả tạo ra một màn võ thuật mãn nhãn chứ chưa hề đả thương được con cá mập kia. Vào thời khắc nguy cấp, vẫn là hải thần đại nhân xuất hiện. Tuy chỉ là khí tức của hải thần lưu lại trên người Đường Tam, vậy nhưng uy lực đã có thể chấn bay ma hồn đại bạch xa lên trên mặt đất. Đứng trước uy áp của hai thần, nàng ta lập tức cúi đầu hành lễ, miệng cầu xin tha thứ vì cái tội khinh nhờn vừa rồi. Đường Tam nhận ra, người nàng ta đang cúi chào hoàn toàn không phải mình mà là Hoàng Kim Ấn Ký Tam Xoa Kích.
Sau khi bóng dáng hải thần biến mất, nàng vội vàng lao tới túm cổ dạy dỗ Đường Tam một trận vì cái tội dám bắt hồn thú 10 vạn năm làm hồn hoàn hồn cốt, còn nô dịch thân thể. Chờ sau khi hắn tiếp nhận xong tất cả khảo nghiệm, nàng sẽ tới tìm hắn tính sổ sau. Tiểu Vũ nghe vậy liền hiện ra giải thích. Sau khi hiểu rõ chân tướng mọi việc, mà hồn đại bạch xà cũng ngượng ngùng xin lỗi. Mặc dù vậy thì khảo hạch thứ hai này nàng cũng sẽ không nhường. Đường Tam thắc mắc hỏi thêm, rõ ràng là hình thái hồn thú 10 vạn năm, vì sao lại có thể hóa thân thành hình người? Nàng ta nghe vậy cũng liền giải đáp, sau khi hai hồn thú loại ca tu luyện tới 10 vạn năm, lên đất liền có thể hóa thành nhân loại, vậy nhưng thực lực sẽ bị suy yếu 30%. Nếu qua một canh giờ không cung cấp nước, thân thể sẽ dần suy yếu, thậm chí là tử vong. Giải thích xong, nàng lập tức nhảy xuống biển và rời đi, đồng thời cũng không quên giới thiệu tên của mình là Tiểu Bạch. Trải qua màn giao thủ trên bờ lẫn dưới nước, Đường Tam cũng có cái nhìn tổng quan. Sức chiến đấu trong nước của Tiểu Bạch mạnh hơn trên mặt đất rất nhiều nên không thể lười biếng. Mã Hồng Tuấn sẽ tiếp tục ở lại tu luyện đột phá cấp 70. Những người còn lại phải thường xuyên xuống nước tiến hành thực chiến. Chuyển cảnh tới Vũ Hồn Điện, lúc này trước mặt đại điện đã tập trung đầy đủ các thế lực lớn trên toàn đại lục. Những tông môn này đều quy phục Vũ Hồn Điện. Bì Bì Đồng đích thân ra mặt chủ trì. Những người ở đây đều gánh vác hy vọng tương lai của hồn sư giới. Một thế hệ bảy đại tông môn mới sẽ sinh ra từ những người này. Nói rồi Bì Bì Đồng tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu. Lần lượt, từng cặp thế lực bước lên thi đấu loại trừ để sắp xếp thứ tự. Đối với Tường Giáp Tông, vị trí Thượng Tam Tông lần này bọn chúng tự tin lấy chắc một suất. Chuyển cảnh tới Đường Môn, trong lúc đại hội của Vũ Hồn Điện tổ chức đang diễn ra thì Đường Môn cũng đồng dạng hội họp thảo luận. Phương án xây dựng đội quân ám khí Đường Môn chính thức được thông qua. Việc phụ trách dẫn đệ tử tiến hành huấn luyện ám khí được giao cho Dương Vô Địch. Cũng thừa dịp cơ hội lần này, Thái Thản quyết định thống nhất lại trang phục. Như vậy cũng dựng lên hình tượng tốt của Đường Môn đối với bên ngoài. Ngô Cao nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Mỗi ngày làm việc nặng nhọc, y phục cũng cũ kỹ khiến cho các đệ tử cũng thường xuyên là hét đòi thay y phục mới. Điều này làm cho lão cảm thấy nhức đầu bứt tai. Quyết định đã xong, ngay lập tức chuyện này được giao cho Bạch Hạc xử lý. Dương Vô Địch sau một hồi suy nghĩ cũng cảm thấy cái tên đội quân ám khí Đường Môn rất kỳ quái. Nghe thì có phần không được hùng hồn. Thái Thản cũng nảy ra ý kiến. Điều ngạc nhiên là cả hai đều có suy nghĩ giống nhau đều gọi là Đường Gia Quân. Những người khác nghe vậy cũng lập tức đồng ý. Nói rồi cả đám liền chia nhau ra làm việc. Đợi tới lúc Đường Tam trở về thì sẽ có thể nhìn thấy một Đường Gia Quân huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Và tới đây thì tập phim kết thúc. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hẹn gặp lại mọi người vào lần tới nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!